Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến dân hàng rẻ.net. Đây là món cá kho với nồi pasta nhé. Nồi này size 18 này, trông dính nên là chúng ta sẽ được một món cá ngon như thế này. Đó, và nấu trên bếp Zemmer. Bếp này cũng được bán tại dân hàng rẻ.net và bếp rất là êm nha. Khi mình đang quay như thế này thì chúng ta chỉ nghe thấy tiếng sôi và tiếng bếp thì không thấy này. Đó, hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.